Bú đồ nhỏ, con đồ to, tập 150. Cần cù hoặc lười biếng. Bố đồ nhỏ ơi, con vẫn muốn ăn kem nữa. Đợi bố bê hết đống đồ này vào nhà, bố sẽ mua cho con. Hả? Nhiều đồ thế này phải đợi bao lâu đây? Con muốn ăn kem, còn bố muốn chuyển đồ. Thế này đi, con làm nhân viên chuyển phát. Mỗi lần đưa đồ cho bố, bố sẽ cho con một bông hoa. Hoa để làm gì ạ? Thu thập đủ 10 bông hoa, bố sẽ mua cho con một hộp kem. Con sẽ dùng bông hoa nhỏ để đổi kem. Bố đồ nhỏ ơi, đồ chuyển phát của bố đến rồi. Cảm ơn con đồ to của bố, con giỏi lắm. Đây là cái gì? Mẹ Tạp Dề ơi, đồ chuyển phát của mẹ đến rồi. Thật hả? Đồ của mẹ á? Thật là tốt quá. Còn một bông hoa nữa thôi là đổi được kem rồi. Hình như bố cần thứ gì đó cần con giao. Bố đồ nhỏ, bố đã tìm thấy hàng cần giao chưa? Gây thật, bố hết đồ mất rồi. Hả? Xem ra mình phải giúp một tay. Con đồ to, mau giúp mẹ mang táo lên lầu với. Con tới liền. Mang táo xong là mình có 10 bông hoa rồi. Phương pháp bồi dưỡng tình yêu lao động cho con trẻ này thật hiệu quả. Con đồ to, mang giúp bố cái này xuống dưới nhà với. Từ từ, lát con mang. Đến lúc làm việc rồi. Con biết rồi. Chẳng lẽ con không muốn ăn kem? Đương nhiên là muốn. Nhưng bây giờ con có nhiều kem lắm rồi. Bố đang cần gấp. Thôi được, con sẽ chuyển giúp bố một lần. Phiền ghê. Cẩn thận đó. Không thành vấn đề. Mẹ Tập Về cẩn thận. Thôi rồi. Đây là tài liệu bố cần dùng đó. Con đồ ta làm việc chẳng có tâm gì cả. Sao đã ăn hết kem rồi? Con đồ ta, mau đưa đồ giúp bố. Con tới liền. Bố đồ nhỏ, đồ này của bố cần giao đi đâu? Mang lên phòng sắt phòng thứ ba, đặt phòng trong cùng trên lầu 2. Xa thế. Nhất định phải tranh thủ thời gian đi giao. Hàng này gấp. Và đừng có làm hỏng hàng đấy. Thôi được, vất vả ghê. Làm thế nào vừa không tốn sức vừa được ăn kem nhỉ? Có cách rồi. Cái gì chảy ra thế? Thôi kệ nó, cứ vào đến nơi là được. Phòng trên lầu 2. Chẳng phải phòng của mình sao? Bố đồ nhỏ, đây là cái gì thế? Mang vào phòng con làm gì ạ? Đây là món quà bố dành tặng con. Sao cơ? Đây là quà tặng con á. Ai da, gây rồi. Ai làm nó ra nông nổi này? Là con. Con không biết đây là đồ của mình. Nếu là của người khác thì sao? Như nhau cả. Từ sau con sẽ không làm việc qua loa nữa. Ai biết được ngày nào đó con sẽ tự đi giao quà cho chính mình chứ. Thế mới đúng chứ. Con đồ to, làm việc nhất định phải cần cù, không được lười biếng. Con biết rồi ạ. Bố nhớ ra rồi. Lúc nãy hình như bố lấy nhầm hộp. Bên trong này là một viên đá. Còn kem thật thì bố cất trong tủ lạnh rồi. Thật à? Con lại có kem ăn hả bố? Bố thật tuyệt vời. Bố đồ nhỏ của con.
chơi trốn tìm với ngôi sao. Wow, những ngôi sao đẹp lung lên. Giá có thể chơi đùa cùng chúng thì tốt biết mấy. Việc này có thể thực hiện được. Hả? Thật sao ạ? Vậy con phải làm thế nào mới có thể thực hiện được? Nếu con làm phi hành gia, con sẽ có thể chơi trốn tìm với các gì sao? Thế hả bố? Được rồi, đừng ngắm sao nữa. Con đầu to, con không đi ngủ là ngày mai không dậy nổi đâu. Nhưng con muốn làm phi hành gia. Con chỉ cần từ hôm nay nghe lời bố mẹ, bố sẽ cho con làm phi hành gia. Thật hả bố? Bây giờ đi ngủ đi. Vâng ạ. Con đồ to, dậy đi thôi. Không đâu, con ngủ thêm lúc nữa. Nếu con muốn làm phi hành gia thì hàng ngày phải dậy sớm tập thể dục. Mình muốn làm phi hành gia, mình phải rèn luyện thân thể. Hả? Hiệu quả vậy sao? Mình sẽ chơi trốn tìm cùng các gì sao? Bố đồ nhỏ ơi, bố xem, con có thể đi chơi với ngôi sao rồi phải không? Con vẫn phải tăng cường rèn luyện mới được. Tăng cường? Chẳng hạn như con hãy đi nhổ hết cỏ dài trong vườn. Vâng, không thành vấn đề. Ôi trời, con đầu to trở nên chăm chỉ như thế từ khi nào vậy? Có gì đâu, em cứ bình tĩnh. Trời ơi, hoa anh trồng. Có gì đâu, anh cứ bình tĩnh. Bố đồ nhỏ ơi, con đã nhổ sạch cỏ trong vườn rồi. Khi nào con mới có thể lên bầu trời ạ? Đợi đến khi con không kén ăn nữa. Mẹ ơi, con muốn ăn nữa. Con đồ to ngoan quá, hôm nay ăn nhiều ghê. Từ sau, ngày nào con cũng ăn nhiều như thế này. Đúng rồi, ăn nhiều mau lớn. Sau này con không được kén ăn nữa. Dạ, con sẽ ăn hết các món. Vậy, được rồi. Bố đang dậy, đi bắt sao à? Đúng thế. Sau này bố còn phải huấn luyện con nhiều hơn nữa. Wow, cảm giác dạo bước trong vũ trụ thật tuyệt. Bố thì không thấy ổn lắm, tê hết cánh tay rồi. Mau xuống đi. Nhưng con vẫn muốn đi thêm lúc nữa. Thế con đấm lưng cho bố đi. Làm tốt, bố sẽ cho con tiếp tục trải nghiệm cảm giác bay lượn trong không trung. Như vậy thì có phải con sẽ có thể chơi đùa cùng các gì sao không? Đúng thế, chơi cùng sao. Hay quá, con làm luôn đây. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bố đồ nhỏ ơi, đừng chạy. Được rồi, đừng đấm nữa. Bây giờ con có thể chơi cùng sao được chứ ạ? À? Bây giờ á, chưa được, phải chờ thêm. Vậy con đấm tiếp. Được rồi, chờ đến tối nay, bố đưa con đi tìm sao. Hay quá. Làm thế nào mới tìm được sao nhỉ? Thôi đi bố đồ nhỏ, anh hãy nói cho con đồ to biết. Muốn chơi trốn tìm cùng sao là chuyện không thể nào. Anh không thể nuốt lời. Tiếc quá, suýt thì đánh được nó rồi. Mẹ tập về, em ra tay ác thật. À, anh có cách rồi. Thế á, liệu có cách gì được? Wow, đẹp quá, đẹp lung linh. Nhưng mà bố đồ nhỏ ơi, những ngôi sao này đều ở trên tường à? Nhìn xem, ở đây tràn ngập những ngôi sao đang bay nè. Wow, nhiều ngôi sao đang bay quá. Con cũng muốn bay, con muốn chơi trốn tìm cùng chúng. Không thành vấn đề, muốn bay thì con hãy bay đi. Tuyệt quá, bố đồ nhỏ thật tốt. Về sau, tối nào chúng ta cũng chơi với sao nha bố. Sao cơ? Tối nào cũng chơi á?